Cha, quý sơ thầy phó tế ban chấp hành cộng đoàn dân Chúa. Hôm nay trong niềm hân hoan mừng đón Chúa Giáng sinh, các đoàn chúng con xin dâng những lời ca chân thành lên Chúa hàng đầu, mong Ngài đến và ở lại với chúng ta. Đêm Chúa xuống là người, là đêm cửa thắng, là đêm cửa thắng. Ngài đến xóa tan mọi bất công, Ngài đến để cứu chúng ta khỏi buồn nhơ tội lỗi. Ngài là niềm mong ước của cả nhân loại. Xin Chúa hãy đến giữa chúng con, để lòng chúng con tràn ngập niềm vui cất tiếng hát ca, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người lòng. Thank you.
Thank you.